Chứ gì? Ông không thay đổi ăn nói lè nhè như tên bợm rượu, cứ đào bới những bộ xương khô ông chửi người ta, thì ông phải thông minh cao thượng. À, ông Xuân Nguyên này, tôi nói là kênh của tôi, cái tiêu chí của tôi là tiêu chí hài hước, châm biếm. Tôi hy vọng rằng ông cũng là người biết chữ khi mỗi khi mà nhìn với cái tiêu chí kênh của tôi. Phong cách của tôi là như vậy, chứ không phải là phong cách của tôi là theo như là cái sự theo như ông nói. Tôi tôn trọng ý kiến của ông. Và ông đánh giá tôi là người như thế nào thì tôi cũng trả lời ông rồi. Tôi rất là tôn trọng ý kiến của ông. Ông quan niệm tôi là người như thế nào đấy là việc của ông. Nhưng phong cách của tôi là phong cách của tôi. Đúng không? Tôi đã hài hước châm biếm thì tôi không thể ngồi mặt nghiêm nghị như này để tôi nói chuyện, tôi đọc một cái bài chính luận hay tôi nói chuyện theo phong cách chính luận được. Tôi đố ông có mang được cái phong cách như tôi mà nói chuyện được chính luận đấy. À, ủa? Sao lại cứ đi áp đặt nhau thế nhỉ? Kỳ lạ nhỉ? Đây, người viên ải là kênh vlog hài hước châm biếm các hiện tượng đáng buồn cười trong xã hội nhằm mục đích giải trí, đem lại tiếng cười thư giãn sau những phút bộn bề trong cuộc sống hàng ngày. Ok. Còn nếu như cảm ông không cảm thấy không phù hợp thì ông có thể là ra kênh, không xem kênh tôi nữa, ông đi xem kênh khác cũng được, tôi cũng không phải là cầu xin ông ở kênh này. Nhưng mà cho nên là nói gì ấy, cái con người có văn hóa ấy, người ta nói gì người ta nói một lần một, người ta cũng có phản hồi lần hai, người ta cũng có phản hồi bằng lời nói, thậm chí là phản hồi, tôi rất tôn trọng ông, tôi phản hồi bằng cái comment. Có lúc lên nó nói động đến niềm tin, đức tin với thượng đế thì ông quay cho ông chỉ vả tôi bảo là lấy được đức tin của các ông tôi tôn trọng, kể cả đạo Kitô, đạo Kitô, đạo Cơ Đốc, các ông tin Chúa chúng tôi tôn trọng, chúng tôi chẳng phê phán gì cả. Thế ông bỏ đạo thì đấy là cũng việc của ông tin thượng đế ở đâu, tôi bằng tất cả những cái thứ đấy, nào là Phật, nào là Chúa, nào là Thánh A-la, là Chúa Giê-xu, Đức Mẹ Đồng Trinh Maria, những cái thứ đấy nó không phải là đức tin của tôi. Ồ hả? Nói thì bảo là nói nhiều, không nói thì bảo không nói, nói thì bảo là nói nhiều, không nói thì bảo là không nói, nói thì lại bảo là nói nhiều, phải không? Tôn trọng nhau thì cũng phải biết trao, có biết cho, phải biết có nhận chứ. Tôi có bảo bao giờ tôi bảo là tôi, ông chửi người ta thì ông phải thông minh cao thượng, tôi có bảo tôi thông minh cao thượng bao giờ đâu. Kỳ lạ nhỉ? Phong cách của tôi như thế. Nếu mà tôi không ăn nói cái kiểu này, tôi không vui vẻ, châm chọc như thế này, tôi không phải là tôi. Tôi đố ông Xuân Nguyên biến một cái quả sầu riêng thành một quả mít ấy. Buồn cười nhỉ? Đang thuyết minh về truyền thông Bắc Nam, đưa những cái quan điểm tư tưởng cao đẹp vào để thay đổi, cải tạo với xã hội Việt Nam đi, thả nước trong vào nước đục. Thế bây giờ ông can thiệp vào này thì bây giờ là rơi bố, nó mất cái nước đục xuống ao đục rồi thì bây giờ nó cải tạo được cái gì? Vớ vẩn. Đấy, như thế nhé ông Xuân Nguyên nhé. Tôi vừa nói nghiêm túc vừa hài hước với ông là như thế. Tôi đã bảo là tôi là kênh vlog hài hước châm biếm thì tôi không thể là phù hợp với cái dạng là cái phong cách là đĩnh đạc đạo mạo đấy, mong ông hiểu cho là hiểu cái điều đấy. Với lại hơn nữa là tôi rất là dị ứng với những cái người là chỉ đem cái tư duy của mình áp đặt cho người khác đấy.
Ông thì tự mình thấy đấy là quan niệm của ông, là suy nghĩ của ông, tôi tôn trọng ông thì thôi, nhưng tôi không thể tiếp nhận được. Vì tôi là tôi và ông là ông, hai cái tư duy khác nhau, hai lập thể khách quan hoàn toàn khác nhau, hai quan niệm sống khác nhau. Đấy, cho nên là những cái khi mà ông hay vào kênh của tôi ấy, thì ít nhất cũng hiểu nhau là có một cái điểm gì đấy, có tiếng nói chung nào đấy nhất định, thì có thể là ông tiếp tục ông theo dõi, ông duy trì và ông nhìn thấy có cái gì ở cái chỗ tôi có thú vị hoặc là không có thú vị, thì cái việc đấy là việc tùy ông nhận xét đánh giá. Nhưng ông đừng có mà đi can thiệp sâu quá vào cái lối sống, cái tác phong riêng của tôi, đúng không? Làm như thế thì hoàn toàn nó không phù hợp. Nó không phù hợp một tí nào cả. Thế cho nên là tôi muốn nói gì thì nói. Tôi hy vọng đây là lần cuối cùng tôi trả lời ông và tôi nói chuyện về ông với ông những cái chuyện này. Còn thích đinh đạc đàng hoàng thì ông đi sang kênh khác đi. Còn tôi và ông bảo là tôi chửi người ta, tôi chửi chỗ nào, tôi chửi ở đâu, tôi chửi chỗ nào, tôi chỉ ra các hiện tượng như thế, nó có là chỉ ra các hiện tượng như thế, nó bất thường như thế, nó đi ngược lại cái đạo lý làm người như thế của một số con người trên không gian mạng xã hội này, nó kiếm trác, nó trục lợi cái luân thường đạo lý của con người, tối thiểu nó cũng không biết tôn trọng. Thế thì có thể là ông nhìn thấy ở cái điểm đấy khi mà tôi vạch mặt chúng nó ra bằng một cái phong cách hài hước châm biếm, thì ông có quá trình theo dõi tôi. Chứ đừng có mà nhầm lẫn là tôi đi phản biện, tôi không phản biện ai cả. Tôi châm biếm có nghĩa tôi vạch mặt chúng nó ra. Vạch mặt bằng cách châm biếm. Như thế thì đừng có nghĩ là cái gì mà ông suy nghĩ đấy là việc của ông. Tôi nói lại, ông suy nghĩ như thế nào là việc của ông. Nhưng ông không được đem kể cả ông có muốn đi chăng nữa, thì ông không thể nào là đem cái tôi đâu có phải là cái con zombie nó vô tri mà ông có thể là dùng khoa học ông cải tạo được, ông lắp nguyên si cái tư duy của ông vào để cho tôi mà phát ngôn giống như ông. Nếu ông có thể làm được một cái việc như thế thì ông làm đi, ông làm đối với người khác có lẽ là thành công, như làm với tôi thì xin lỗi ông, tôi nói là không thể thành công. Ok. Đấy, báo cáo với quý vị khán giả là hôm nay Biên Hải là cũng hơi không bằng lòng một tí ở cái chỗ là cái bác Xuân Nguyên này, bác 5 lần 7 lượt, tức là từ năm ngoái bây giờ rồi bao nhiêu lần bác cứ nói những cái chuyện là nó không thực tế, nó viển vông. Nói thực tế đấy. Quá viển vông đi, cứ muốn áp đặt tư duy của mình vào người khác. Tôi nhắc lại một lần nữa là tôi là một cái tác phong châm biếm hài hước những cái hiện tượng đáng cười, đem lại cái tiếng cười vui vẻ thoải mái cho mọi người sau những cái phút bộn bề toan lo trong cuộc sống ấy, cho nó nhẹ nhàng, cho đời nó tươi. Chứ mọi người đừng nhầm lẫn tôi là một cái kênh phản biện, tôi chẳng phản biện cái gì cả, tôi không hiểu cái gì là cái phản biện cả. Tôi vui vẻ hài hước thế thôi. Và hy vọng mọi người góp ý cái gì thì góp ý, tôi rất là cầu thị, nhưng mà đừng có mà góp ý mà tôi phải nghiêm túc, tôi phải thế này, tôi phải thế kia, tôi phải thế nào, thì tôi đã lựa chọn tôi phải đi theo một phong cách của tôi rồi.